Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu của Gian, dòng Mountain Bike, chiếc xe Gian ATX 860. Đây là một mẫu xe cao cấp mới nhất về tại Cửa Ngang, dòng Gian ATX cũng là lần đầu tiên về tại Cửa Ngang. Bê tông màu xanh rất là đẹp và độ mới em đánh giá là trên 95%. Cấu hình thì DOG các bác nhé. Vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu là tông màu xanh. Chiếc xe này hình thức là rất cực mới các bác nhé, màu xanh. Hầu như không một vết xước ở trên chiếc xe này, chỉ sử dụng nước qua một vài lần thôi, nó rất là mới. Cái này một lớp ni lông để chống đập vào khung. Đây mẫu xe Gian ATX 860, có thể lên Google search thêm về chiếc xe này. Dùng một cấu hình DOG đời mới các bác nhé, cụ đề DOG đời mới này. Xích và lít còn rất là mới, sáng bóng luôn, hầu như không một vết xước ở trên xe này. Tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản về theo xe. Đi cùng với thương hiệu Gian thì là công nghệ làm khung của alloy cho bộ khung siêu nhẹ và bền. Và chiếc xe này có size S các bác nhé, có thể nhìn thấy về độ mới rất là mới. Xe đi dê sườn, cọc yên và yên đều nguyên bản theo Gian, có thể thấy chữ Gian đây, cả đồ đều nguyên zin. Thường thì về xe đã qua sử dụng rồi thì không có thể giữ được bộ lốp, nhưng mà đây chiếc xe vẫn giữ được lốp của nguyên zin của hãng Gian và gai như chưa từng được đi luôn. Xe phải nói là rất là mới. Và vẫn là vành lốp của 2,75 nhân 1,95. Lốp to hơn lốp 26 thông thường của dòng xe địa hình. Rất nhiều bác yêu thích về bộ vành 2,75. Đây Gian các bác nhé, vành Gian này. Nguyên zin, còn rất sáng và bóng luôn. Như xe mới. Gạt đĩa của Shimano DOG. Đấy của DOG các bác nhé. Xe trang bị giảm xóc dầu. Và đây là một số cái tem mã vạch cũng rất mới. Không gì bàn cãi độ mới chiếc xe này. Cốt và ghi đông nguyên zin của hãng Gian. Bộ tay nắm cũng của Gian luôn các bác nhé, tay nắm cao su còn rất mới này, không bị bật ra tay. Xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano DOG 10 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa. Cho xe 30 tốc độ các bác thay đổi. Phanh đĩa dầu thủy lực cùng với khóa sóc hành trình trên tay. Rất là tiện dụng cho các bác đổ đèo, không phải cúi xuống để khóa sóc nữa mà khóa luôn trên tay đây. Tay nắm sừng trâu nguyên zin của hãng. Hãng ra. Và bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe size đứng là 43.
ngang 53 các bác nhé, 1m6 đến 1m7 là đi vừa chiếc xe này. Với củ đề của Subaru DOJ là 10 tầng lít lên lít xuống lít, còn chuyển động rất tốt. Chiếc xe đến từ thương hiệu Giang, ra cao cấp, 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, gạt đĩa của DOJ luôn các bác nhé. Vâng, em vừa đánh giá một chiếc xe Giang ATX 6860, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Giang, được trang bị bộ khung nhôm Alu-X và tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản theo xe, và chiếc xe được cực mới các bác nhé. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 9.900.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những hình chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Anh Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.